kênh Con Giống Đà Điểu của đồng chí Thao đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xin gửi lời chúc sức khỏe và gửi lời chào tất cả tới quý cô bác, anh chị em yêu thích chăn nuôi đà điểu. Thì hôm nay đang phát trên cái màn ảnh nhỏ các bạn, đây là lứa đà điểu được 15 tháng tuổi, 15 ngày tuổi các bác nhé. Thì nó đã bén máng rồi và nó đã được xử lý quy trình vaccine Lasota rồi. Đấy, thì quý vị anh chị các bạn có quan tâm đến cái nguồn gốc giống và cái đơn vị cung ứng giống thì quý vị anh chị các bạn có thể xem hết cái video này. Thì đầu tiên là em giới thiệu là em tên là Thao. Đấy, em năm nay cũng ngoài 40 rồi và em đã có 5 năm kinh nghiệm làm cái con giống đà điểu này. Cái kênh mà các bạn có thể kết nối giao lưu và tìm hiểu thêm về những cái bài đà điểu mà em đăng chính là cái kênh Chim Cú Gáy Hay Viết Liền Không Giấu ở trên YouTube. Thì nó có hàng nghìn bài đăng về đà điểu, về chăm sóc đà điểu, thức ăn đà điểu, tập tính đà điểu và tất cả những cái bài về cho đà điểu nên xe, mổ đà điểu, chế biến đà điểu, tất cả những cái chủ đề đà điểu được giải đáp trên cái kênh đó. Đấy, thì hôm nay em đang ghi hình đây là ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Thì với cái lứa đà điểu như thế này thì các bạn đã yên tâm để mà vào giống rồi. Còn nếu như các bạn mà muốn lấy cái loại to hơn thì có thể là loại 3 cân, 5 cân. Tất nhiên là càng to thì nó sẽ càng thêm tiền. Đấy, với cái giá cho cái đàn đà điểu như thế này thì em báo giá công khai là 2 triệu một con. Đấy, vì sao em lại công khai? Bởi vì em phải thẳng thắn với các bác ngay từ đầu, bởi vì là thực ra là trăm người bán vạn người mua. Chúng ta có mua bán, có giao thương và rất nhiều người bán, rất nhiều người mua, đâm ra nó tạo ra một cái thị trường cạnh tranh rất là công bằng và lành mạnh. Đấy, thì chỉ có những người dám đưa ra những cái con thông số rất là rõ ràng như này thì quý vị anh chị các bạn có thể là yên tâm. Đấy, đầu tiên thì cái con đà điểu này thì nó đã được bấm khuy, đeo nhẫn ở cổ, mã số. Và năm 2021 này thì nguồn giống rất là đẹp. Đấy, theo như nhận định là thời tiết rất là ủng hộ và con giống rất là đẹp. Đấy, thì ví dụ như là những chú đà điểu này thì rất là nhanh. Đấy, thế thì như thế này thì các bạn thấy là đây là cái máng để chúng ta dùng để úm gà thì chúng ta có thể cho nó ăn được. Đấy, và chúng ta thấy là trên cổ của nó thì đều để mỗi một con là đeo một cái lá mang mã số rất là rõ ràng. Đấy, ví dụ như là con này thì là mã số đây, 30.589. Đấy, thì ở đây thì những chú đà điểu này thì đã được nhỏ cái vaccine Lasota các bạn nhé. Đấy, đấy. Và quý vị anh chị là nhớ là khi quý vị anh chị treo cái bóng thì làm sao mà cái đầu của nó không thể rỉa được vào cái bóng, bởi vì nó rỉa vào nó sẽ đu đưa và nó sẽ làm cháy mất sợi tóc ở bên trong, mà thậm chí nó có thể là bị cháy lưng, cháy cổ, rất là nguy hiểm. Đấy, thì chúng ta phải làm cái dây nó mang tính chất là cơ động để chúng ta thay đổi được cái chiều cao của cái bóng. Và mỗi bóng thì cách nhau 5 đến 80 cm. Và với giai đoạn này thì các bạn hoàn toàn không phải thảm nữa, các bạn phải cho tiếp xúc với cát, bởi vì khi cát ra thì phân nó rơi ra thì đà điểu sẽ lấy cát nấp cái phân đi và nó sẽ không ăn phân của nhau. Đấy, thì với những khách hàng mà đã biết đến đồng chí Thao thì đây là cuốn tài liệu luôn luôn được đồng chí Thao gửi kèm trong mỗi đơn hàng mua giống. Bên trong thì có đầy đủ cái quy trình để nuôi đà điểu. Đấy, giới thiệu về đà điểu và có biểu bảng cân nặng và tỷ lệ thức ăn và một số những cái bệnh cũng như các chế biến món ăn. Thì cái cuốn này là em sẽ miễn phí tặng kèm với những khách hàng đã có đơn hàng với bên đồng chí Thao. Và cái mã số thuế cũng như đăng ký kinh doanh là đã có đầy đủ thông tin. Thì đây là cái kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube và đây là cái số 0335305982 là số Zalo. Còn số thứ hai là 0989177982.
Thì em thì tiền thân là em phát triển kênh Chim Cú Gáy Hay và có trang trại Chim Cú Gáy. Trong khoảng 5 6 năm gần đây thì cái lợi thế là trên cái quê hương Ba Vì gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thì đã phát triển con giống đà điểu. Thì em cũng rất là mạnh dạn làm một cái kênh về đà điểu cùng với kênh Chim Cú Gáy và hiện đây là phát triển rất tốt. Đấy, mỗi năm là cung cấp ra thị trường vài nghìn con giống và cũng rất là đồng hành cùng rất nhiều bác trong vòng 2 3 năm liên tiếp. Và có những bác là không thể là khác được, các bác vẫn tin tưởng và vẫn yêu mến em và vẫn đặt con giống của bên em. Thì ngoài ra thì em có một cái hệ thống anh em thương bắt để phụ lý cho đầu ra. Thì bác nào mà gặp khó khăn về đầu ra các bác cứ điện cho em thì em sẽ giúp đỡ. Em sẽ tạo điều kiện để các bác bán được cái con đà điểu thương phẩm để các bác có vốn, các bác quay vòng để vào tiếp cái lứa đà điểu con giống. Thì các bác lại gặp em thì đồng nghĩa là em cũng đã giúp được cái bác từ đầu vào đến đầu ra. Đấy. Thì trong cái kênh của em thì nếu như các bác đăng ký thì các bác có thể theo dõi được rất nhiều những cái câu trả lời thắc mắc từ cái cách bắt con đà điểu lúc nhỏ rồi bắt lúc to lên xe rồi cách chế biến thức ăn rồi cách giết mổ rồi cách phòng và chữa bệnh và một số những cái lưu ý những cái gặp vấn đề đấy, hay gặp phải khi mà chúng ta nuôi con đà điểu. Đấy, trong cái khuôn khổ video hôm nay thì em mang tính chất là đưa ra cái hình ảnh trực tiếp. Đấy, trực tiếp để cho quý vị anh chị và các bác biết là tại cái thời điểm ngày 16 tháng 3 này là bên trang trại đã có con giống như thế này bán với cái đơn giá 2 triệu chưa bao gồm vận chuyển. Đấy. Với các bác ở xa thì sẽ có cước xa, ở các bác ở gần sẽ có cước gần. Thì em muốn trao đổi, giao lưu đấy, trực tiếp với các bác bằng những cái video và trong cái video nào cũng vậy. Em luôn luôn có những nội dung cụ thể, cái mốc thời gian cụ thể để cho quý vị anh chị các bạn biết là đây là cái hình ảnh là gốc gác của trang trại. Đấy, bởi vì bán hàng thì thực ra bây giờ cũng có rất nhiều người người ta sử dụng những cái hình ảnh đấy, những cái video mà nó không mang tính chất là rõ ràng, không mang tính chất là trực tiếp. Thì em muốn đưa ra cái thông tin chính thống, số điện thoại, địa chỉ, tên, tuổi và quan điểm kinh doanh. Đấy. Với những khách hàng ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc thì các bác chỉ cần đặt cọc 2 đến 300 nghìn cái tiền cước vận chuyển. Bên em gửi giống về qua hệ thống của bên em, qua xe khách. Đấy. Thì các bác sẽ nhận giống, kiểm tra giống khỏe mạnh, an toàn thì các bác thanh toán trực tiếp cho người giao giống. Đấy là quyền lợi của các bác. Đấy. Các bác có thể được hướng dẫn qua tài liệu, qua kênh, trên mạng video, qua Zalo, qua số điện thoại. Đó. Thì hy vọng rằng các bác đã xem đấy. Thì còn về cơ bản khi các bác nhận giống thì các bác chỉ chuẩn bị cái khuôn viên chuồng trại như em thôi. Đầu tiên các bác chuẩn bị một cái dàn bóng, một cái hệ thống dây điện, ổ điện và bóng thắp sáng. Thứ hai là một cái máng để chúng ta cho ăn cám. Máng thì chúng ta có thể dùng máng tròn, máng dài. Đây là cái máng dài đấy, máng dài toàn hệ thống như máng nhiều máng gà đấy, máng uống, máng ăn lên cát chứ các bác nhá. Đấy, ví dụ như là đây là máng uống thì máng uống này thì các bạn để kê hai viên gạch chỉ nằm lên để làm sao cho nó bằng lưng con đà điểu mà con đà điểu không thể trèo vào để nó ướt rốn được đấy, các bác nhé. Đấy thì đây là những cái năm nay thì con giống nó ra sớm thì bên đơn vị chúng mình thì đã bán cái con giống trước cái thời điểm Tết Nguyên Đán 1 tháng, đâm ra đến cái thời điểm này là tháng 3 này nó bán được 2 tháng, ngoài 2 tháng rồi đấy. Đâm ra là các bác cũng yên tâm là giống thì năm nay thì nó sẽ do nhuận, đâm ra là nó sẽ ra sớm hơn. Mà cái thời tiết để mà ấp mà ấy thì cũng thấy là nó rất là khỏe con giống đấy, mà thời tiết là nuôi giống thì cũng rất là dễ nuôi. Đấy là theo cái nhận định của em khách quan là như vậy đấy, chứ không có nghĩa là em bán giống mà em nói hay được. Đấy, thực tế là con giống đẹp hay không thì em cũng chia sẻ với các bác là chân dài, to, vuông, thẳng ngón, thẳng móng. Đấy, đây, chân rất to đấy, các bác nhìn chân rất to. Đấy, thì đây là những chú đà điểu giống rất là đẹp. Đấy, kênh của em thì chuyển toàn quốc cho các bạn nhé, từ miền Tây đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung và đặc biệt là các anh em đồng hương ở khu vực phía Bắc, bởi vì em là phía Bắc
thì đều có quyền đặt và nhận được con giống. Đấy. Thì cuối video em xin chúc các bạn có được thành công trong năm 2021 với những chú đà điểu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.